điểm du lịch nổi tiếng và cực hấp dẫn của núi rừng Tây Bắc. Đến Sapa, bạn không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc đẹp mà còn được thưởng thức nền ẩm thực độc đáo, cực đặc trưng của người bản địa nha. Nếu bạn đang nghĩ về ăn gì ở Sapa trong tiết trời se lạnh tại Sapa thì hãy theo chân blog Việt Food để lượn một vòng Sapa nha. Với đặc điểm khí hậu se lạnh quanh năm thì đồ ăn ở Sapa được chế biến chủ yếu theo hai cách, đó là nướng và lẩu. Đi cùng với những gia vị mang tính cay, nồng có tác dụng làm ấm cơ thể như là hạt dồi, mắc khén, chẩm chéo. Đầu tiên đó là ăn sáng ở Sapa với hai món cực ngon. Khám phá các món ăn vào buổi sáng, ở Sapa nên ăn gì? Câu trả lời hay nhất cho bạn là nên dạo trên các con phố, tận hưởng không khí se lạnh Sapa vào buổi sớm và xem các gợi ý dành cho bạn đây này. 1. Phở đặc biệt Sapa. Nếu ai nghĩ rằng phở chỉ có ở Hà Nội hay là phải ở Hà Nội mới ngon thì bạn sẽ phải thay đổi cách nghĩ của mình khi mà thưởng thức món phở Sapa đấy. Món ngon Sapa này là món ăn sáng mang đậm hương vị núi rừng. Bạn sẽ thấy điểm khác biệt lớn nhất của tô phở nơi đây là sợi phở có màu trắng, hơi tím nhạt. Sợi phở bản to và dày, phần thịt gà săn được lọc hết xương và xé nhỏ vừa ăn, phần da vàng ươm, dai dai nhưng mà ăn không bị ngán. Nước dùng món phở Sapa vô cùng đặc biệt, có hương thơm ngào ngạt, thoáng vị cay của mắc khén, vị ngọt dịu của nước dùng được ninh từ xương bò hoặc là xương lợn, cùng những hương liệu bí truyền được người đầu bếp Sapa thêm vào theo bí quyết giúp cho món ăn vừa thân quen vừa lạ với người Hà Nội. Điều làm nên sự đặc biệt của món phở Sapa còn là từ các loại rau sống ăn kèm, đây đều là những gia vị chỉ có ở Sapa. Hơn thế nữa thì điểm khác biệt ở chỗ là thực khách sẽ ăn phở kèm với măng chua thay vì chỉ dùng với quẩy như là ở dưới xuôi. Tất cả những điều này đã tạo lên một tô phở vô cùng đặc biệt cho bữa ăn sáng của thực khách ngày đầu tiên tại thị trấn Sapa. Một bát phở ở Sapa có giá từ 40.000 đến 50.000 đồng, hơi cao một chút so với Hà Nội nhưng chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Gợi ý quán ăn ngon ở Sapa, phở sạch Bắc Hà, địa chỉ là 53 Lê Văn Tám, thị trấn Sapa, Sapa Lào Cai. 2. Ăn sáng ở Sapa với món mì xào rau ngọt lịm. Chỉ với khoảng 35.000 đến 40.000 đồng, thực khách đã có thêm lựa chọn món mì xào rau cho bữa sáng ở Sapa đầy năng lượng. Món mì xào Sapa có điểm khác biệt chủ yếu là cách đầu bếp dùng các loại rau đặc trưng của vùng để xào mì như là rau cải mèo, rau ngồng. Món ngon Sapa này lạ ở hương vị của các loại rau. Rau cải mèo có vị hơi ngăm ngăm đắng, rau ngồng cải, ngồng su su, ngồng su hào đem xào cùng nhau tạo ra vị ngọt dịu ở ngọn, ngọt đậm ở cuống, pha lẫn cái đắng nhẹ rất là lạ miệng. Bạn có thể gọi suất mì xào rau kèm các loại thịt xào cùng như là bò, gà, hải sản. Mì xào rau ăn kèm với một bát nước canh để riêng bên ngoài, các gia vị thêm tùy ý như là ớt, giấm, tiêu. Gợi ý quán ngon ở Sapa, quán Hoa Đồng Tiền, ẩm thực Tây Bắc, địa điểm là 29 Cầu Mây. 3. Các món đồ nướng Sapa. Dân phượt vẫn truyền tay nhau rằng đến Sapa mà không thưởng thức các món nướng thì coi như uổng công đi bao nhiêu cây số. Vậy ăn đồ nướng Sapa ở đâu, ăn món gì ngon? Bạn hãy cùng đi tiếp với blog Việt Food nha. Món nướng Sapa là món ăn đường phố phổ biến. Mức giá của món ngon Sapa này chỉ ở mức khoảng 30.000 đến 110.000 đồng là bạn đã có thể thoải mái thưởng thức món ăn giữa cái se lạnh của tiết trời Sapa và được thưởng thức món nướng thêm chút vị cay nồng của rượu cá mèo, rượu mận thì thật thú vị. Hiện nay thì đồ nướng Sapa phong phú kết hợp thêm các kiểu nướng của Hàn Quốc, Trung Quốc như là chân gà, cánh gà nướng mật ong, thịt bò, thịt lợn xiên nướng, kèm cả nấm kim châm, xiên rau củ. Đặc biệt thì món thịt cuốn rau cải mèo nướng là hấp dẫn du khách. Bởi cải mèo là loại rau nổi tiếng Sapa có vị ngọt, hơi ngai ngái đắng, ăn lạ miệng. Các nguyên liệu được nướng nóng trên than hồng với các nguyên liệu tự chọn theo sở thích của du khách. Nguyên liệu tẩm ướp thường có thêm vị cay thơm tự nhiên của hạt mắc khén. Xiên nướng âm ỉ trên than hoa cho thực phẩm chín thấu. Trong lúc chờ đợi món ăn chín tới, bạn đã cảm nhận được hương vị thơm phức cùng màu sắc vàng ruộm của món ăn kích thích vị giác. Các món nướng Sapa sẽ trở nên ngon tuyệt hơn khi mà bạn ăn nướng và thưởng thức thêm chút rượu sán nùng này, rượu ngô Bắc Hà hoặc là rượu mận, rượu táo mèo thơm ngon nổi tiếng Sapa. Rượu vừa thơm vừa cay nhẹ, vừa ngọt say đến mềm môi. Gợi ý quán ăn ngon ở Sapa, bạn có thể tìm thấy các cửa hàng có món nướng xung quanh nhà thờ đá cổ Sapa, lối lên núi Hàm Rồng, các nhà hàng ẩm thực ở phố Cầu Mây, giá tiền thì khoảng từ 10.000 đến 15.000 một xiên nướng. 4. Món ngon đặc sản Sapa, lợn bản cắt nách quay. Món ăn có tên hài hước, lợn bản cắt nách quay chính là món ngon đặc sản Sapa thực khách không thể bỏ lỡ khi mà tới Sapa. Có giá trung bình khoảng 50.000 đến 250.000 đồng tùy thuộc vào từng phần ăn. Nguyên liệu chính của lợn bản cắt nách chính là giống lợn Mường ở Sapa được nuôi trong chính gia đình người dân với số lượng ít. Chúng thường ăn những thức ăn của núi rừng được thả tự nhiên nên là thịt rất thơm ngon, săn chắc. Mùi thơm của khói củi với lớp mật ong bên ngoài làm cho thực khách không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của món ngon Sapa này. Phần thịt mềm,
mọng bọc trong lớp da được quay giòn sừng sực, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đói bụng cồn cào. Miếng thịt đầy đặn từ ngoài vào trong có một lớp bì giòn tan, rồi đến một lớp thịt nạc thật mềm ngọt địm dài không đến 2 cm, và trong cùng là xương rất nhỏ và mềm, có thể ăn cùng luôn. Món lợn quay cắp nách này sẽ vô cùng hoàn hảo khi mà thực khách dùng chung với lá nhộn, hạt sổi và mắc khén. Những thứ gia vị này được trộn cùng với muối, ớt xanh tạo nên một thức chấm đặc biệt khó cưỡng lại. Thực khách có thể ăn kèm món thịt lợn cắp nách quay cùng với cơm hoặc là thưởng thức riêng, nhấp thêm một chút rượu ngô, rượu táo mèo, nhậu xuyên đêm trong tiết trời xe lạnh của Sapa thì còn gì bằng. Gợi ý quán ngon ở Sapa, nhà hàng Dũng Châu, địa chỉ là đường 85 Xuân Viên, trung tâm thị trấn Sapa. Qua món ăn sáng, qua món nướng rồi, món quay rồi, giờ thì qua đến các món lẩu Sapa. Đây là những món ngon Sapa hút hồn du khách này. Ẩm thực Sapa lôi cuốn du khách cũng chính là các món lẩu này các bạn ạ. Những món lẩu đó là gì, có gì đặc biệt và nên ăn ở đâu thì hãy cùng tìm hiểu với blog Việt Food ngay sau đây nha. 5. Lẩu cá hồi cá tầm. Cá hồi và cá tầm là hai đặc sản Sapa vô cùng nổi tiếng, thành phần dinh dưỡng trong cá cao nên thực khách rất ưa chuộng các món ăn chế biến từ hai loại cá này, đặc biệt là món lẩu. Mức giá trung bình cho một nồi lẩu cá hồi tại Sapa là 800 đến 1,2 triệu trên một nồi lẩu. Một nồi lẩu cá Sapa với khói nghi ngút xung quanh là rau và cá sẽ làm cho không khí trở nên ấm áp hơn nhiều. Thịt cá ở Sapa săn chắc, không béo lại thơm ngon. Khi ăn kèm chung với những loại rau rừng tươi ngon của Sapa thì không thể chê vào đâu được. Món ngon đặc sản Sapa này đã làm cho biết bao người mê mẩn muốn quay trở lại để thưởng thức. Lẩu cá hồi cá tầm Sapa ngon ở phần chế biến nước dùng. Phần đầu và đuôi cá được chiên sơ để ngấm mắm tiêu gia vị. Sau đó thì phần cá đó được đổ vào nước sôi có thêm cà chua, hành tây. Ít nước cốt chanh, cần tây giúp dậy mùi thơm. Gia vị được nêm nếm cho vừa vặn. Nấu nước lẩu thì phải nhỏ lửa và hớt phần bọt để giữ nước lẩu luôn trong. Để tăng vị, đầu bếp có thể cho thêm vị cay của ớt và hành lá. Vậy là bạn đã có ngay một nồi lẩu cá tầm cá hồi ngon đúng điệu Sapa rồi. Lẩu cá tầm cá hồi Sapa ăn kèm với đậu phụ, củ quả, nấm, ngô chiên giòn, khoai bản nướng. Rau ăn kèm chủ yếu là rau rừng, rau nhà trồng như là cải mèo, ngồng su su, su hào, củ su su. Bạn dùng thêm chút bún hoặc là mì chan nước lẩu, ăn với cá để no và ấm bụng nha. Cuối cùng thì bạn có thể nhâm nhi tách trà xanh tươi để át đi vị tanh sau khi mà ăn món ngon Sapa này. Gợi ý quán ăn ngon ở Sapa, nhà hàng Hoa Đào 48, Lê Văn Tám, Sapa, Lào Cai. 6. Lẩu rau đặc sản. Các loại rau Sapa là đặc sản được nhiều người biết đến. Lẩu rau đặc sản Sapa sẽ thích hợp với những ai thích ăn chay, thanh đạm, nhưng không có nghĩa là lẩu rau sẽ không hấp dẫn đâu nha. Mỗi loại rau là một hương vị, bạn nên thử một lần để cảm nhận. Một nồi lẩu rau Sapa có giá khoảng 400.000 đồng cùng với các loại rau và đồ ăn kèm. Với những loại rau đặc trưng của Sapa như là rau cải mèo vị ngọt pha chút vị đắng, ngọn su su giòn ngọt, rau chua vị chua mát ăn xong có vị ngọt, rau đậu Hà Lan có vị ngon và rất ngọt, các loại rau ngồng su hào, ngồng tỏi, tất cả đều rất tươi ngon kết hợp chung với nước lẩu thơm đậm đà của nước Sương Ninh đã tạo nên món ngon đặc sản Sapa nhất định phải thử này. Nước dùng của lẩu rau được chế biến rất đơn giản, xương ống được ninh để làm ngọt nước, nêm nếm gia vị, bột ngọt, thêm nấm hương, khoai, hành tây và ăn kèm với các loại rau bản địa. Bạn có thể ăn kèm với bún mì, rau được chấm với tương xì dầu pha thêm ớt mắc khén. Gợi ý quán ăn ngon ở Sapa, nhà hàng Thiên Phú 12 đường Hoàng Liên, Sapa. 7. Lẩu gà đen, món ăn ngon ở Sapa. Gà đen còn được biết đến với cái tên là gà ác, được dùng để chế biến thành món lẩu bổ dưỡng tại Sapa. Mức giá cho món ngon đặc sản Sapa này vào khoảng từ 900.000 đến 1,2 triệu trên một nồi lẩu. Thịt gà đen khi mà nấu lẩu có vị ngọt, giòn, dai, ăn kèm với món rau cải mèo ngon ngắn đắng, cùng với vị giòn của măng rừng, vị thơm ngọt của nấm hương và cùng với vị cay cay của gia vị thuốc bắc, nấm gừng sẽ khiến cho thực khách phải xuýt xoa khi mà thưởng thức món ngon đặc sản Sapa này. Nước cốt từ nước luộc gà đen sẽ được dùng để làm nước lẩu, thêm gói gia vị thuốc bắc, chút gừng, ninh dừ, thêm sa tế để dậy mùi. Lẩu gà đen Sapa có thể ăn kèm với bún, mì, thịt bò đều rất hợp vị. Gợi ý quán ăn ngon ở Sapa, nhà hàng Hoàng Minh, địa điểm là 23-24, khu ẩm thực Sapa, Sapa Lào Cai. 8. Ăn thắng cố ở Sapa. Thắng cố là món ăn truyền thống của người Hơ Mông xuất hiện cách đây từ 200 năm và trở thành món ăn phổ biến của người dân tộc vùng Tây Bắc. Thắng cố Sapa được nấu từ nhiều loại thịt khác nhau như là trâu, bò, lợn, nhưng ngon nhất vẫn là thắng cố thịt ngựa của người Hơ Mông vùng Bắc Hà, Mường Khương. Giá trung bình trong một nồi thắng cố từ 400.000 đến 600.000 đồng. Những bát thắng cố ở Sapa được nấu trong chiếc chảo lớn, sóng sánh mỡ. Ăn thắng cố ở Sapa, đặc biệt là phần nội tạng, bạn sẽ cảm nhận được hương vị đặc trưng của món ăn núi rừng Tây Bắc. Thơm khiến bạn sẽ nhớ mãi không quên.
Nhưng vì được làm từ thịt ngựa và nội tạng ngựa, nếu nhìn bằng mắt thì không phải ai cũng đủ dũng cảm để nếm thử món này đâu. Để chế biến một nồi thắng cố ngon thì người dân Sapa đã phải dùng nội tạng của ngựa, bao gồm tiết, xương đem nấu nhừ cùng với 12 thứ gia vị là thảo quả, hoa hồi, quế chi, xả gừng và gia vị chính là cây thắng cố. Nếu bạn không quen với hương vị thắng cố nguyên bản ở các phiên chợ người Mông thì bạn có thể thưởng thức món ăn đặc biệt này tại một số nhà hàng Sapa. Ở đây thì đầu bếp đã cải biên thắng cố để hợp khẩu vị với người miền xuôi và cũng vệ sinh hơn nhiều. Món thắng cố được ăn kèm với các loại rau nướng như là cải mèo, cải ngồng, chấm với loại nước chấm đặc biệt làm từ ớt mường Khương nổi tiếng cay, nồng, giúp thực khách xua tan đi cảm giác rét mướt của núi rừng vùng cao. Ăn thắng cố nhâm nhi ly rượu Ngô Bắc Hà hay là rượu San Lùng, nồng ấm, thơm phức hẳn là sẽ làm say lòng người. Gợi ý quán ăn ngon ở Sapa, nhà hàng A Phủ, với món thắng cố A Phủ nổi tiếng, địa điểm số 15 Phan Xipang, Sapa, Lào Cai. Lên Sapa thì các bạn cũng đừng quên các món ăn vặt phổ biến nha. Ăn vặt Sapa thì sẽ khiến bạn phải suýt xoa và gây nghiền, bởi đó đều là những món vừa lạ vừa quen với người miền xuôi như là bánh trôi tàu, sữa ngô, bánh tráng nướng, ngô khoai nướng. 9. Thịt trâu gác bếp Sapa. Với người dân bản địa ở Sapa thì thịt trâu gác bếp được dùng để mời khách. Những ngày đi rừng đường dài hoặc là vào những ngày mưa lũ họ không thể ra ngoài mua thức ăn. Với thực khách thì đây là món ăn chơi không thể thiếu khi mà tới Sapa. Món ngon đặc sản Sapa này gây ấn tượng bởi hương vị đặc trưng của mắc khén cay nồng khó quên. Thịt trâu gác bếp Sapa có màu nâu sẫm, nhưng khi xé ra bên trong lại có màu đỏ tự nhiên. Khi đưa miếng thịt trâu lên miệng, thực khách sẽ cảm nhận được ngay vị cay nồng của mắc khén, hạt sổi quyện với mùi thơm của khói, càng nhai càng thấm vị ngon của từng thớ thịt. Người Mông chọn những mảng thịt to, phần thịt thăn hoặc là ở bắp vai, lưng của con trâu để làm thịt gác bếp. Thịt đem ướp với các loại gia vị như là muối, gừng, mắc khén, hạt tiêu, rừng, nước lá rừng. Và cuối cùng thì treo lên gác bếp đem hun khói cho tới khi óng đen, quắt khô để bảo quản được lâu hơn. Thịt trâu gác bếp ăn kèm với tương ớt thì sẽ tăng thêm vị ngon khi thưởng thức. Địa chỉ mua: các cửa hàng bán đặc sản Sapa như là Việt Farm, chợ đêm Sapa, cơ sở An Thịnh, giá tiền từ 700.000 đến 800.000 đồng trên kg. 10. Hạt rẻ rang nướng. Hạt rẻ rang được bày bán ở khắp nơi trong thị trấn Sapa. Hạt rẻ Sapa to đều gấp 4 đến 5 lần hạt rẻ rừng. Vỏ mỏng, bóng màu nâu sẫm, có chút lông tơ trắng, rắc vỏ, nhân hạt có màu vàng chanh, vị ngọt, bùi, thơm ngậy. Hạt rẻ rang hoặc là nướng là món ăn vặt Sapa cực kỳ hấp dẫn và thú vị khi mà trời se lạnh. Bạn cầm trong tay một nắm hạt rẻ Sapa rang nóng hổi, hít hà mùi hương thơm béo ngậy giữa tiết trời đông Sapa, mới thấy được hết cái thú của món ăn dân dã này. Người dân Sapa rang hạt rẻ bằng máy để phục vụ lượng lớn nhu cầu của thực khách. Khi rang thì người bán cho thêm đá sỏi nhỏ vào lò, rang chung với hạt rẻ nhằm giữ nhiệt, giúp cho hạt rẻ chín đều. Hạt rẻ Sapa được rang đến khi mà lớp vỏ chuyển màu nâu sẫm, lớp vỏ hơi nứt, ruột thơm vàng là chín tới. Người bán sẽ rang nóng ngay khi mà bạn gọi mua, nên là món ăn lúc nào cũng đều nóng hổi hấp dẫn. Hạt rẻ rang Sapa có hai loại, rang thường và rang bơ. Bạn có thể chọn ăn vị tùy thích. Hạt rẻ rang xong, lớp vỏ nứt, bạn dễ dàng bóc tách phần hạt để thưởng thức. Địa chỉ mua đặc sản này, bạn có thể tìm mua hạt rẻ rang nướng ở các khu chợ ở Sapa, nhiều nhất là ở phố Cầu Mây. Giá tiền là 100.000 đồng trên 1kg, loại rang thường hoặc là rang bơ. 11. Bánh trôi tàu, sữa ngô nóng tại Sapa. Bánh trôi tàu từ lâu đã trở thành thức quà dân dã của người Hà Nội mỗi dịp thu tới đông đến. Thế nhưng, đến Sapa bạn vẫn có cơ hội được thưởng thức món ăn này với một hương vị có khác đôi chút trong một không gian Sapa yên bình. Tối se lạnh, bạn lang thang trên những con phố quanh thị trấn Sapa, đâu đó sẽ ngửi thấy vị cay cay, thơm mùi gừng nóng của món bánh trôi tàu. Gần giống với bánh trôi tàu của người Hà Nội, bánh trôi tàu Sapa có vị thơm cay nồng của nước gừng già và chút đường. Một bát có 2 viên bánh nhân đậu xanh, không có bánh nhân vừng đen như ở Hà Nội. Nguyên liệu làm món bánh trôi tàu ở Sapa bao gồm gạo nếp, đỗ xanh, gừng già, đường. Đậu xanh được đồ chín nghiền mịn, trộn với đường rồi nặn thành những viên nhỏ làm nhân bánh. Bột gạo nếp được nặn tròn, trong chứa nhân đậu xanh. Nước đường được giữ luôn nóng trên bếp than hồng lưu dư lửa. Nước có màu vàng sánh như mật, không quá loãng, không quá đặc. Thêm một chút gừng thơm thoang thoảng xua tan cái lạnh Sapa. Địa chỉ mua, bạn có thể thưởng thức bánh trôi tàu trong các khu chợ của Sapa, phố Cầu Mây. Giá tiền là 10.000 đồng trên một bát. Bên cạnh đó thì bạn có thể chọn thưởng thức một cốc sữa ngô nóng. Vị ngọt của ngô kết hợp với vị béo của sữa sẽ xua tan cái lạnh của Sapa. Những nồi sữa ngô được đặt trên bếp than nhỏ lửa để giữ nóng. 12. Bánh tráng nướng, trứng nướng, khoai nướng, ngô nướng. Ở Sapa thì người dân còn tận dụng những sản phẩm cây nhà lá vườn như là ngô, khoai, trứng để nướng trong những ngày se lạnh. Đó đều là những món ăn xuất hiện nhiều ở Hà Nội vào mùa đông. Tuy nhiên đến Sapa thưởng thức trong một khung cảnh khác cũng sẽ khiến bạn có cảm giác vừa lạ vừa quen.
ngô, khoai đều là những sản vật do bà con dân tộc trồng trên nương, ruộng với số lượng ít, chủ yếu để phục vụ cho gia đình ăn. Thế nên chúng đều rất sạch, ngọt tự nhiên. Ngô khoai nướng trên than hồng cho đến khi vàng đều lớp vỏ bên ngoài. Khoai bở thơm ngon, vị bùi và ngọt dịu. Bắp ngô nếp không quá to nhưng hạt đều chắc hạt, nướng ăn rất thơm. Giá tiền là 5.000 trên một củ khoai hoặc là bắp ngô nướng trứng nướng. Có một loại đồ ăn vặt mới được cập nhật tại Sapa, đó chính là bánh tráng nướng. Với 2-3 quán ven đường, quán chỉ phục vụ cho thực khách mang về vì không có ghế ngồi nhưng vẫn rất đông du khách tìm đến. Bánh ăn nóng giòn bởi lớp vỏ, phần nhân thơm bởi sự hòa quyện của hành mùi, phô mai, xúc xích, bò khô nghiền, nướng vàng với trứng trên bếp than, quyện thêm chút dầu ăn, bánh nướng cho đến khi chín đều phần nhân. Bánh tráng nướng Sapa được ăn kèm với tương ớt và sốt trứng gà tươi, giá tiền là 15.000 đồng trên một bánh. Trên đây là tổng hợp những món ngon đặc sản Sapa được nhiều du khách yêu thích. Blog Việt Food hy vọng là đã đem lại cho các bạn những kinh nghiệm ăn uống ở Sapa hữu ích. Nếu biết món ngon đặc sản Sapa nào khác nữa thì hãy chia sẻ ở dưới video này với Blog Việt Food nha. Còn giờ thì nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.